chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của chị Kính Đố Vui. Những ngày nay, chúng mình đã tìm hiểu về các TikToker được yêu thích nhất trong làng Top Top. Thế nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi TikToker nào đã bị ghét nhất TikTok? Và lý do họ bị ghét là gì? Họ có đáng bị ghét như vậy hay không? Like video ngày hôm nay và cùng chị Kính khám phá về những TikToker này ngay nhé! Câu 1. Đây là TikToker nào? Một TikToker chưa đầy 1 triệu follower nhưng đã có tích xanh của TikTok và nổi lên nhờ những drama khiến cộng đồng mạng hết sức nhức nhối. Đỉnh điểm nhất là cuộc cãi vã qua lại giữa cô gái có dâu và một idol nổi tiếng khác. Bạn có biết cô gái có dâu đã tranh cãi với idol nào không nhỉ? Tún Phạm hay là Long Chun? Drama giữa anh Long Chun và cô gái có dâu không nhỉ? Cách đây vài tháng, anh Long Chun đã bị cô gái có dâu tố nói không đúng sự thật về mức thu nhập và vấn đề nhận quảng cáo trong các video trên TikTok. Ngay sau đó, anh Long Chun đã thẳng thắn đáp trả và cuối cùng, ai là người giành phần thắng ta? Cô gái có dâu hay là anh Long Chun nhỉ? Thì cuối cùng người chiến thắng chính là anh Long Chun. Sau đó cô gái có dâu đã phải xóa toàn bộ video liên quan đến anh Long Chun và đăng bài xin lỗi nữa đấy. Bạn còn biết cô gái có dâu gây drama với ai không nhỉ? Bình luận nếu bạn là thánh biết tuốt của TikTok nha. Câu 4. Tuy cô gái có dâu vướng vào drama nhưng TikToker này vẫn chưa phải là người đang bị Giang Cư Mận ghét và tẩy chay nhất Việt Nam. Đố bạn, người đang bị tẩy chay tại TikTok là ai? Trần Thanh Tâm hay Nờ Ô Nô? Ono đang gây bão tại TikTok vì bị rất nhiều người đứng lên yêu cầu TikTok xóa tài khoản của TikToker này. Lý do là gì bạn nhỉ? U là chơi, chúng mình thử tìm hiểu một chút về nam TikToker này nhé. Câu 5. Nờ Ono có tên thật là gì? Có tên thật là Phạm Đức Tuấn, quê quán tại tỉnh Kiên Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài biệt danh là Nờ Ô Nô, Phạm Đức Tuấn còn có biệt danh là Tuấn Brice. Trước khi là một TikToker thì anh ấy làm nghề gì nhỉ? Hướng dẫn viên du lịch hay là bán vé máy bay? Trước khi trở thành một nhân vật nổi tiếng trên TikTok, Phạm Đức Tuấn từng có khoảng thời gian theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của anh là bán vé máy bay giá rẻ. Sau khi bước chân vào con đường là một TikToker, chàng trai này đã nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm với những video review nhưng phần nhiều là chê bai. Anh còn có biệt danh là Thánh Chê và là nỗi ám ảnh của các cửa hàng nữa đấy. Câu 7. Bạn có biết ngoài review đồ ăn và các cửa hàng thì Nờ Ô Nô còn có sở thích review về thứ gì không nhỉ? Review về đồ ăn và không gian quán thì TikToker Nờ Ô Nô còn rất đam mê về việc review nhà vệ sinh. Điều này khiến cho các quán ăn rất bức xúc vì quán ăn có nhiều khách, họ không thể đảm bảo nhà vệ sinh lúc nào cũng sạch sẽ để anh Nô đến review đúng không nào? Nhưng mà điều này vẫn chưa phải là đỉnh điểm của phẫn nộ đối với Giang Cư Mận. Bạn có biết lý do Nờ Ô Nô bị tẩy chay và yêu cầu xóa kênh TikTok là gì hay không? Nờ Ô Nô đã liên tục đăng tải các video với nội dung giúp đỡ người nghèo nhưng anh ấy lại sử dụng những lời lẽ thiếu tôn trọng người khác như thế này. Hello, bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Điều này khiến nhiều người thấy khó chịu và lên án tẩy chay. Được biết nội dung video mà Nờ Ô Nô đang làm là bắt chước của một TikToker nổi tiếng khác. Đố bạn đó là ai? Quan Không Gờ hay Nhi Lấy? Có biết
biết TikToker Quan Không Gờ không nhỉ? Đây là một TikToker được yêu thích nhất thời gian gần đây trên TikTok. Anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều người già, người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những hành động nhân văn, nhưng Nono lại làm theo một cách thái quá, không tôn trọng người mình giúp đỡ. Các bạn không nên học theo anh Nono nha. Câu 10, anh Quan Không Gờ có tên thật là gì? Thì tất nhiên là Lê Nhật Quan đúng không các bạn? Anh Quan là một TikToker có hơn 2 triệu follower và là một tấm gương sáng để chúng mình học hỏi về cách quan tâm và lan tỏa lòng tốt đối với mọi người xung quanh. Bạn có yêu thích anh Quan không nào? Câu 11, anh Quan Không Gờ và Nono, ai lớn tuổi hơn? Nono lớn tuổi hơn anh Quan Không Gờ, nhưng mà anh Quan lại có nhiều follower hơn nha các bạn ơi. Nếu bạn là fan của anh Quan thì like video, còn nếu bạn là fan của Nono thì comment xuống phía dưới video nhé. 12. Trước khi bị TikTok tẩy chay, Nono cũng đã từng tranh cãi tạo drama với ai bạn nhỉ? Gây tranh cãi, thế nên Nono cũng không ngần ngại việc tạo drama với chiến thần review Hà Linh. Và tất nhiên là sau tất cả, Nono cũng phải chịu thua và xóa video các bạn ạ. Hay, và đến hiện tại thì bạn có biết Nono đã bị xóa kênh hay chưa? Cộng đồng mạng vẫn đang giáo giết tẩy chay TikToker này, dù kênh của Nono vẫn chưa bị xóa, nhưng nếu anh chàng này không mau chóng xin lỗi cộng đồng mạng và sửa đổi nội dung trên TikTok thì chắc chắn sẽ bị xóa kênh mà thôi. Các bạn thấy đấy, không phải làm TikToker mà muốn đăng gì cũng được đâu nha. Câu 13, vậy thì sau câu chuyện của Nono thì các bạn đã biết chúng ta nên đối xử thế nào đối với những người nghèo khổ và khó khăn ngoài kia không nhỉ? Gặp những người khó khăn thì hãy tôn trọng và giúp đỡ họ một cách lịch sự nếu có thể nhé. Ở đây đã có bạn nào giúp đỡ người khó khăn hay chưa? Bình luận một kỷ niệm đáng nhớ mà bạn đã làm xuống dưới phần comment nào. Câu 15, câu hỏi cuối cùng rồi nè. Video sau, bạn muốn chị Kính làm về chủ đề nào nhỉ? Muốn chị làm về chủ đề nào thì hãy bình luận ngay xuống phía dưới video nhé. Video ngày hôm nay đến đây là hết mất rồi. Đừng quên like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video sau nha. Chị Kính xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. On top, không phải trendy, không phải YouTube, không phải Gen Z. Anh on top, em mà trên này dù lấy vớt trọng người ta có thể. Big city, big city boy, big city, big city boy, big city, big city space. Stick us in the house, make some love, in my show we are.